Theo các nguồn tin không chính thức nhưng đáng tin cậy, nếu không xảy ra các diễn biến bất khả kháng làm thay đổi kế hoạch, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tới Washington thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Joe Biden. Cực nóng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đến Mỹ. Theo các nguồn tin không chính thức nhưng đáng tin cậy, nếu không xảy ra các diễn biến bất khả kháng làm thay đổi kế hoạch, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tới Washington thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Joe Biden sau khi tham dự và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 79 tại New York. Chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mang tính biểu tượng nhân kỷ niệm năm đầu tiên của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, đánh dấu một giai đoạn mới mang tính lịch sử trong quan hệ Việt-Mỹ, mà còn hứa hẹn tạo ra những bước đột phá chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đối ngoại của Việt Nam. Kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ khai mạc vào ngày 10 tháng 9 với phiên thảo luận chung cấp cao vào ngày 24 tháng 9 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Giới quan sát nhận định hướng đến khả năng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Mỹ trong dịp này. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 79, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được dự đoán sẽ là một thông điệp quan trọng về cam kết của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và phát triển bền vững toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và các vấn đề an ninh quốc tế, tiếng nói của Việt Nam sẽ mang tầm vóc quan trọng, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu. Trong dịp này, sau khi thăm chính thức Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Cuba, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Manuel Mario Díaz Cano Bermúdez. Trong khi đó, Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 9. Trong bài viết được đăng tải trên chuyên trang The Diplomat vào ngày 29 tháng 8, tác giả David Hoos, nhà nghiên cứu từ Viện Trung Âu về Nghiên cứu Châu Á, CEIAS, nhận định. Mặc dù Thượng đỉnh Tương lai thuộc khuôn khổ của kỳ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, một phái đoàn của Việt Nam không thể ở lại 2 tuần ở New York, Việt Nam sẽ cử đại diện đến Thượng đỉnh Tương lai. Vì đã tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN trong năm nay, thống nhất với sáng kiến của Liên Hợp Quốc. Diễn đàn tương lai ASEAN năm 2024 đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 4. Khi Việt Nam cử hai phái đoàn đến New York, giới quan sát đánh giá rất có khả năng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu phái đoàn tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể dẫn đầu phái đoàn tham dự Thượng đỉnh tương lai của Liên Hợp Quốc. Trong một diễn biến trước đó, khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào ngày 18 tháng 8, chỉ 2 tuần sau khi được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Bí thư và việc ông không thôi giữ chức Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15 ngày 26 tháng 8 đã làm dấy lên nhiều đồn đoán từ công chúng rằng phải chăng Việt Nam sẽ nhất thể hóa hai chức danh lãnh đạo cao nhất của đất nước, vì sao phải vội vã thăm Trung Quốc. Lúc này đây, những đồn đoán và thắc mắc từ dư luận đã có lời đáp. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhanh chóng thăm Trung Quốc chỉ 2 tuần sau khi được bầu làm Tổng Bí thư được coi là để dọn đường cho chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Vì theo thông lệ bất thành văn, lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thường đi Trung Quốc trước khi đi Mỹ. Nếu thăm Mỹ với tư cách nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Câu chuyện Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chưa thôi nhiệm chức vụ là Chủ tịch nước trong kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội ngày 26 tháng 8 là do ông sẽ tham dự và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với tư cách là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Washington sẽ là điểm đến thứ hai của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sau Bắc Kinh kể từ khi được bầu làm Tổng Bí thư vào ngày 3 tháng 8. Trước đó, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, trong chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Trung Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có một lịch trình nghị sự dày đặc với các nội dung về hợp tác chính trị, kinh tế và giải quyết bất đồng trên Biển Đông. Giáo sư gốc Việt Alexander Vuving từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương,
Daniel Carr Anoisi nói rằng, ở nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tiền lệ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Trung Quốc đầu tiên vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2022 vì nhiều mục đích, trong đó có việc dọn đường cho việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ vào năm 2023. Điều này dẫn chúng ta đến một quy tắc bất thành văn trong nghi thức đối ngoại của Việt Nam. Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam nên đến Trung Quốc trước khi đến Hoa Kỳ. Đây là một yếu tố quan trọng trong cách tiếp cận hiện tại của Việt Nam trong quan hệ với các cường quốc. Tiến sĩ Huỳnh Tâm Sáng, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế, làm việc cho quỹ Taiwan Exchange Foundation Đài Loan, nhận định về hướng ngoại giao sắp tới của Việt Nam. Ông Tô Lâm khó mà đưa con tàu đối ngoại Việt Nam đi chật đường dây. Kế thừa di sản của ông Nguyễn Phú Trọng là cần thiết vì nó tạo thế vững chắc cho ông Tô Lâm về quyền lực chính trị. Và khi mà chính sách cân bằng của Việt Nam thường được biết đến với tên gọi là ngoại giao cây tre đã khá thành công, thì không có việc gì phải điều chỉnh quá nhiều. Trong bài viết ngày 19 tháng 8 trên trang Fulcrum của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ESEAS có trụ sở tại Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cũng nhận định chính sách ngoại giao của Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể sau khi ông Tô Lâm lên nắm quyền. Ông Tô Lâm sẽ tiếp tục nền ngoại giao cây tre của ông Trọng với xuất thân làm trong ngành công an. Ông Tô Lâm có thể dễ dàng làm việc với các nhà lãnh đạo chuyên chế như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa Việt Nam sẽ phớt lờ mối quan hệ với các quốc gia phương Tây. Về phần mình, hôm 29 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ngoại giao Việt Nam phải vươn lên tầm cao mới để là quân đội tiên phong với mục tiêu đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, vì đảng vững mạnh, vì nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, có vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế chính trị, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Dưới thời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam cũng đang có một số bước đi đáng chú ý, chẳng hạn như là chuyến thăm Philippines của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang vào ngày 30 tháng 8. Có thông tin, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cũng sẽ đi thăm Mỹ trong thời gian tới. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi điện chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và nhân dân Việt Nam. Tổng thống Joe Biden cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam dành cho Tổng thống trong chuyến thăm năm 2023. Đánh giá, Việt Nam và Mỹ đã đạt bước tiến to lớn trong việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Tổng thống Joe Biden tái khẳng định, Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường, đồng thời bày tỏ mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi thông điệp chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi xin chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp ngài được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên bố chúc mừng của Tổng thống Joe Biden đăng tải ngày 7 tháng 8 nêu rõ. Tổng thống Joe Biden cũng nhắc lại việc gần một năm trước, Việt Nam và Mỹ đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu một kỷ nguyên mới của hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. Tôi và Phó Tổng thống Harris mong được làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm để tiếp tục thúc đẩy tiến trình lịch sử này, góp phần ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và kiên cường, tuyên bố của Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh. Cũng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có tuyên bố chúc mừng, gửi những lời chúc tốt đẹp tới người dân Việt Nam. Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định nước Mỹ ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập và kiên cường. Trong tháng này, hai nước cũng kỷ niệm năm đầu tiên của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu một giai đoạn mới mang tính lịch sử trong hợp tác Mỹ-Việt Nam. Để tôn vinh di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi tái khẳng định cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn hoàn thành các cam kết của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong các lĩnh vực có tầm quan trọng đối với cả hai nền quốc gia, bao gồm hợp tác kinh tế, giáo dục, an ninh, nhân quyền, năng lượng, môi trường và y tế, cũng như mong muốn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, thịnh vượng và hòa bình.
Chúng tôi cũng hoan nghênh cơ hội cùng kỷ niệm những cột mốc quan trọng trong năm tới, bao gồm lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025, tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh. Gần 30 năm qua kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12 tháng 7 năm 1995, xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào ngày 25 tháng 7 năm 2013, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển toàn diện, thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới. Ngày 10 tháng 9 năm 2023, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một Tổng Bí thư đồng thời giữ cương vị là Chủ tịch nước Việt Nam có chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Washington diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có nhiều biến động. Có thể nói, chuyến công du của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là một bước ngoặt quan trọng mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt-Mỹ. Hai nước đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, nhưng hiện tại cả hai đều có chung mục tiêu thúc đẩy hợp tác toàn diện, từ kinh tế cho tới chính trị và đặc biệt là chiến lược an ninh khu vực. Việt Nam với vai trò ngày càng nổi bật trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trong tổ chức quốc tế đã cho thấy sự đóng góp tích cực của mình vào các sáng kiến toàn cầu. Chuyến đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Mỹ sẽ là bước ngoặt, mở đầu cho giai đoạn lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên văn minh của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào sắp thăm Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước Việt Nam vào tuần sau. Chuyến thăm diễn ra vào ngày 10 đến ngày 13 tháng 9, theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Ban Đối ngoại Trung ương cho biết trong thông cáo hôm 6 tháng 9. Ông Thonglun Sisoulith là nhà lãnh đạo đảng, nhà nước ngoài đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì đón trên cương vị Tổng Bí thư. Việt Nam-Lào thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962. Việt Nam là một trong những nhà đầu tư, đối tác thương mại lớn nhất của Lào. Hiện có hơn 250 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn là 5,5 tỷ USD. Tổng thống Guinea-Bissau và phu nhân đến Hà Nội lần đầu thăm Việt Nam. Tối ngày 5 tháng 9, máy bay chở Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sisoco Embalo và phu nhân cùng đại diện đoàn đại biểu Guinea-Bissau đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sisoco Embalo và phu nhân thăm Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Guinea-Bissau kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30 tháng 9 năm 1973. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Liên bang Nga. Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanova Mativenko, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.